Mình xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đến với video tiếp theo của mình nha. Đây là mẹ của mình nè. Thì chiều nay á, là mình sẽ đi ra lại nhà thép ngồi đó. Cho nên là mẹ có dắt mình đi mua một ít táo để mang ra mấy anh em mình có ăn để cho vui á. Hai bé nhà nó ít cây táo hả? Cho nên là hiện tại mình đang về gieo luôn đó. Ở trong vườn táo với mẹ của nhà cái dì hàng xóm á, bên cạnh nhà á, thì mẹ cho nhiều thứ lắm, thì cho những gì để tí nữa mình quay hết cho mọi người xem nha. Bây giờ là đang đi hái táo với mẹ này, mua táo gì? Mua táo nha. Hái cho con 5 kg không? 5 kg táo đi. Hái nha. Mà 5 kg táo hái nhanh không ta? Vậy. Đây nè. Cái trái táo này là táo chín rồi nè, đó. Thấy không? Nó căng cái đít ra rồi nè. Rất là ngọt luôn. Đây nè, táo nữa nè. Táo xanh đó đây nè, thì nó nhỏ nhỏ như gì nè. Ăn rất là ngọt nha. Táo này là táo Ninh Thuận đó. Rất là ngon, rất là ngọt. Cái này mà đâm chén muối ớt nữa ra ngồi đây ngồi ăn chừng nào no vô thôi. Nhiều quá. Hái mẹ. Hái quay cái khúc kìa. Quay khúc hả? Kìa. Quay khúc kìa. À khúc kia có nhiều hả? À. Đây để đi mẹ xuống ở đây. Nói, coi nó. Đó, quay tới khúc đây nè. Cái quần nó rách đó mà cứ mặc miết thôi. Bận ở ngoài mà. Đâu rồi? Đây. Thêm một trái chín nữa. Đây nè. Đâu mẹ? Như vậy nè. Táo xanh nhỏ nhỏ gì ngọt lắm. Táo Ninh Thuận xanh ngọt. Khỏi nói luôn. Đó. Gì nè. Ăn trái nữa cho mọi người xem ha. Hái tại vàng ăn luôn á. Trái này ngọt lắm. Ăn mà ăn một trái thành trái nữa. Wow. Ngon. Táo rất là ngọt. Hai trái luôn. Táo bây giờ không biết bao nhiêu một ký mẹ? 6.000. Như vậy? Tính 6.000. Trời ơi. Kiểu này 6.000 một ký táo thì làm sao đây trời. Bây giờ dịch quá bán đâu được, bây giờ bán rẻ. Dịch quá không có bán được. Táo mà có 6.000 một ký à. Làm sao? Mẹ chỗ này nhiều lắm cho con đựng đi. Làm sao mà có lời nổi đây. Nay còn 2-3 trái nữa nè. Đó. Đầu dưới này cũng chín nè. Đúng không? Táo chín đã ghê. Táo xanh giòn giòn nè. 6.000 một cái táo mà không biết. Như vậy là dịch này rẻ mày hơn. Ừ. Làm táo cũng cực lắm. Cực nhất là cái khâu mà mình dọn dẹp cành của nó nè. Trời ơi. Gai nó đâm mà chảy máu tay mà nhức mình luôn à. Ăn thì làm ra không có lời gì mấy. Mà mỗi lần mà ăn hết trái của nó rồi dọn dẹp cực lắm. Cực hơn là làm nho nữa. Hái mẹ hái vừa đủ xuống anh em con ăn. Đó chín rồi. Táo chín ghê. Ôi trời mấy đứa nhỏ kìa. Mấy đứa nhỏ nó thấy mình về là nó mừng lắm. Để lên nè.
Trời, đi hái táo nè. Thấy mình về là bắt đầu nó nhông. Mày hứa ăn tiền đó, nó kêu đây nè, mấy đứa nhỏ ông xóm nè, mẹ hái thấy mình về bắt đầu nó chạy vô. Sao kìa, gì hái à mẹ kìa, nhớ anh lụm không hả? Ở nhà mình tên lụm, mấy đứa thấy là nó kêu anh lụm gì đó. Ê tám bánh mẹ nè. Ủa được chưa, như đó được rồi, như đó được rồi. Ủa ủa gì hái đâu nhanh vậy? Chà bởi vì chủ táo hái có khác à. Đó, chủ táo là hái gì chứ hai mẹ con hái nãy giờ vòng vòng con mớ. Như đó được rồi mẹ. Ờ, như đó về còn lấy những thứ khác nữa, mỗi thứ một ít thôi. Rồi lên. Tại vì anh nhét túi gì? Mày vô căn đi. Ê. Quay. Bánh nó quay chi vậy? À bánh quay nè. Ủa quay luôn hả? Trời ơi bé à. Đang ăn mà quay. Đó thấp xuống giờ mới nhìn hết anh chứ. Nè mở cả mọi người. Táo chín luôn. Rồi. Táo mà. Táo nó chín mà thâm ngay đầu nó. Mình ăn nó bay mùi rượu rất là ngon luôn. Ăn tị đau đầu á. Đã ba ơi. Dạ. Tha như đó được rồi vậy à. Bây giờ đi về, mẹ tính táo đi vô nhà rồi. Còn ngồi đây. Bữa nào chú về quay hơn. Ừ, bữa nào về á. Wow. Đây gì đưa cho quá trời luôn nè. Đã. Đi về thôi. Ủa cầm máy luôn hả? Bé cầm máy đi theo luôn à. Đó đây. Đi về. Đem ra một bao táo luôn. Ủa ba về rồi cả. Ủa rồi cái tấm không đưa ai đâu. Ôi mấy đứa nhỏ thấy mình nó mừng nó đi lên cái đống. Ủa quả làm gì vậy quái? Nhặt đồ hả? Cái nhớ đâu vậy? Đây, đây tấm táo hái của gì đó. Mua 6 ngàn một ký à. Mẹ là con cá đâu? Cá nào mua vô đó? Trong đây hả? Hả? À. Vớt cá luôn ấy. Đến con đi để tối à. Vậy mà nó chở cho em dùm nè, tôi bịch nước. Cá không? Mình bà mình chớ lộn. Nè. Cái rửa rồi. Cá với lại ớt. Bà mình bắt ngoài đồng á. Giờ khiêng cái này ra mẹ. Lấy cái tấm này ra luôn chứ để bắt chứ. Bắt nó nhảy. Ai ai ai. Sao mà lại dở không được. Rồi. Đây. Tên. Ô má à. Ủa. Sao đâu vậy? Con gì cái con tanh. Trời ơi. Nhớt ra mẹ. Con ớt. Chu cha con ớt nè. Ôi trời ơi. Ôi. Nó nhảy. Đó, ở cái rô là tí nữa mình xuống nhà Huy á. Xuống nhà thép á là mình sẽ làm và mình nấu canh chua ăn với nhà thép bữa tối nay luôn. Là cái video này là mình sẽ cầm cá đi xuống nhà thép nấu canh chua ăn ở nhà thép một bữa. Canh chua cá đồng. Ấy luôn ấy, bỏ bị luôn ấy quậy. Đi luôn. Chưa. Đi luôn chứ. Ây da. Đâu nữa, nhảy đâu. Đâu có đâu hết rồi. Ui, mặt vợ của. Cái tiền đầm. Nó cái tay lắm rồi, nó nhảy. Đừng có lắc máy của chú nha. Mấy đứa nó hàm lắm, nó thấy máy nó hàm lắm. Dắt em ra, dắt em ra cho. Nó đồ sách tính than vậy đi. Thấy mình về là gặp mấy người nó khoái lắm. Sao? Muốn ăn gì nữa không? Con cái gì? Con cái gì ăn thôi, ăn cái gì? Cái gì hả? Trời ơi.
Dạ. Thôi được rồi, đây đây tấm than này. Tấm than cho. Giờ bỏ lửa thôi cho vợ. Bị chi nữa đây? Bỏ chồng vô. Đây. Hôm nãy một cái là xong luôn á. Ủa cái táo đó xong con đi. Thôi cứ cỡ 5kg, 6kg gì đó. Ủa đem đi cầm nhà nó ai? Con mà đã đóng cửa. Táo đây nữa hưởng. Hả? Có thơm anh. Chị con ơi. Trời ơi, gã bao đây là còn táo cửa, đây nữa, ăn gì nổi. Táo kêu vô, con nó kêu sách đi đi. Mà biết bao nhiêu. Này boy, táo cho táo tủ lạnh này. Thì con có ký cho mày. Ký 5kg à, sao bỏ lên. Gửi đó, rồi chờ ao ấy. Giờ hai hai lá mè nữa con xuống con nấu ăn chua luôn. Rồi xong tí nữa kiếm một ít đồ nấu chua nữa rồi mình xuống nhà thép, tranh thủ xuống nhà thép nấu ăn chua luôn, nấu ăn nấu cơm dưới đó ăn luôn. Thằng bò nó vô nó nhìn. Trà. Ai chỉ ổng vậy trời. Trà, đưa mặt luôn. Cái thịt cùng con á, Rồi, tắt máy đi. Bỏ. Ủa, bỏ đu đủ vô luôn rồi không phải? Bỏ cá vô đi, bỏ bị cá vô đây luôn. Sao được? Chắc được. Bỏ đá cá vô nó tanh sao? Giờ than này bỏ hoài này. Còn bỏ hoài. Làm mì ơi. Đừng đụng vô đó nó đụng con. Hai lá mè nữa không? Ủa giờ mày nói mày hái lá mè bây giờ. Đúng rồi, thì hái lá mè chứ sao? Hái xuống nấu canh chua chứ. Hồi nãy mẹ nói có bị canh chua nọ trong đó cho con mà. Cái bị canh chua bữa đâu? Hồi đưa nhà qua đâu? Đưa cho nó. Dạ? Còn ông đưa ấy đây cho con. Thì bây giờ mình sẽ dọn xách mấy cái này đi xuống nhà thép luôn. Thì hẹn gặp mọi người ở dưới nhà thép nha. Xuống đó mình sẽ nấu canh chua dưới đó. Thì ăn cơm nhà thép. Còn bỏ cái trong bao khay này cũng là cột rồi con đi nó khỏi nước nè, không có chết nó đâu, con để vô đó nó không có chết đâu, bao khay mà ở kia luôn. À sắc đây. À là mì ơi. Xin chào tất cả mọi người luôn nha, thì mình xuống tới nhà thép rồi, giờ mình sẽ lấy cái cá này để mì cho lấy ra là mình làm nó ăn chua, tối nay mình ăn cơm nhà thép luôn. Sau chuyến này là mình ở dưới đây là ở dưới nhà thép luôn á, tại vì nghe nói là như là giãn cách lần thứ hai nữa rồi. Con cá lóc đây, con ớt nè. Thấy ai đừng có nhảy nha em ơi. Hai con ớt nó nhảy. Cái ớt đồng với lại cá lóc đồng này là ba mình ba mình bắt ngoài đồng á, nên là mình về thì ba đưa cho mình ăn, để ba nói để ba bắt cái khác đó. Cái này mình ui cái này là mất cái giá nấu canh nó là cầm nó la. Con này mà nó mấy con này mà nấu canh chua là ăn hết sảy luôn á mọi người ơi. Đây nè mọi người nè, đây là cá này mình làm xong rồi đó, mình tí mình nấu canh chua, lá me thì cũng có sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ cắt cà, cắt cái cà này để bỏ vô đây mình tao cho nó đỏ lên á, cho nó nấu canh chua nhìn nó đỏ, rồi mình tao cá nữa, xong rồi mình nấu đổ nước vô mình nấu canh chua. Giờ mình sẽ quay công đoạn nấu canh chua cho mọi người xem nha. Rồi dầu sôi rồi đó, thì mình sẽ bỏ cà vô mình tao luôn ha. Mình tao cho cái cà nó chín đó đỏ lên. Chờ cà mềm mềm chút xíu mình bỏ gia vị vô, hành rồi vô tao chung luôn. Rồi cà chín, cà nó cũng ra màu rồi, giờ mình bỏ gia vị vô.
nhìn theo đường dân tao luôn. Để cho nó đỏ, thêm đỏ, cho tương ớt vô. Đó, là cái nước canh chua cá đồng này của mình. Nó sẽ rất là đỏ, nhìn rất là đẹp. Ok luôn. Rồi nóng chút xíu rồi mình bỏ cá vô, mình tao luôn cho cá săn lại. Rồi để một là cá săn lại, hai là cá thấm cái gia vị này nè. Tí mình ăn cá nó sẽ ngon hơn, nó vừa ăn hơn. Xong rồi bắt đầu mình sẽ bỏ đó. Đây là cá nè, đây là ếch nè, đó thịt ếch ha. Như là cá lóc và cá rô. Mình bỏ vô đây luôn, tao luôn. Tao lên cho cá thấm, thấm hết cái gia vị này săn lại. Đó rồi, tao săn lại, bắt đầu đổ nước vô. Rồi nấu cái nào mà canh sôi lên. Rồi bỏ, mình bỏ rau nè, bỏ lá me rồi vô, mình nêm gia vị là xong. Rồi để nắp lại. Rồi xong. Tí nữa mình nghiền mì chính á. Mì chính là mình đổ nước sôi, mình nghiền nó ra nước xong mình đổ vô đây nữa. Là cho cái canh chua mình nó chua lên nữa là xong rồi đó. Canh chua cá đồng lá me đơn giản như vậy. Ui canh sôi. Canh sôi rồi cả nhà ơi. Mình nấu được gần 15 phút á thì canh cũng đã sôi rồi nè. Canh chua không biết mọi người nhìn có thấy màu đỏ của canh chua nó lên. Mình tao cà rồi. Rồi. Cho lá me vô đó. Lá me mình phải bóp nhỏ đây nè. Bóp ra như vậy cho nó lá me nó chua lận. Chứ mình bỏ nguyên lá vô ăn không có chua bằng mình bóp nhỏ như này. Canh chua cá lá đồng, cá đồng lá me. Ok. Cắt ý quế này cắt vô luôn. Xong rồi mình tắt bếp mình nêm nữa rồi nhấc xuống lát nữa chờ cả nhà vô rồi ăn cơm luôn, ăn cơm nhà thép luôn. Rồi mình tắt bếp luôn nha. Vậy là xong, mình nêm nếm nữa. Rồi tí mình cho nước cốt me nữa rồi ok luôn. Bên đây là cái chảo nè. Chảo dầu mình chuẩn bị sẵn để mình xào măng tây với lại cá khô ăn thêm. Cơm anh em ơi, có vừa ăn không? Cơm. Cơm này món gì nữa đây? Canh chua. Hôm nay cũng canh chua cá đồng. Món này. Thảo xong như lên cơm luôn em ơi. Bất cái này mà chó lắm. Em đâu có đủ nấu. Ý là
chốt nó luôn đi, đóng luôn đi. Ăn chế mà. Dạ rồi, chế chùa ăn cơm. Nửa tiếng, đốt nửa tiếng, cứng nhắc luôn, nhìn rất đẹp luôn, đặt tông ra sống luôn. Sống luôn hả? Sống nguyên con luôn. Cái có là đi vô làm một cái, vô luộc ăn luôn. Giờ cái gì không? Có quay video không? Có. Lấy luôn chứ làm sao chứ. Lần ba rồi. Ba nhiệm, mấy em thật nhiều cái hài lắm mọi người. Hên á, đợt là sống nhanh mà không? Hên thì lấy video, sống chín thì lấy video, xui sống cái bỏ đi nhiều. Buồn lâu với ta. Rồi, sao mấy em lại gấp cắn cho rộng á. Để lâu rồi đây không? Mấy anh em mình cũng ăn cơm xong rồi mọi người ạ. Ngon quá. Cảm ơn mọi người.
là nhiều. Hôm nay mình cũng ăn được món canh chua cá đồng. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nha. Mình cũng hẹn gặp mọi người video sau nha. Anh em mọi người xin kết thúc video. Chào mọi người nha. Bye bye. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon nha.